Tom xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Way 150 của Thái phiên bản mới nhất năm 2024. Và ngày hôm nay mình đang quay cận cảnh trực tiếp một phiên bản màu trắng tại lý xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 85 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh để có thể review chi tiết và báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 10 năm 2024. Hiện tại lượng hàng của dòng xe này đang có khá nhiều các bạn nha. Ngoài màu trắng các bạn đang theo dõi ra ấy, thì 2024 ấy còn bổ sung thêm rất nhiều những màu sắc khác nữa như màu đỏ nhám, màu xanh nhám đen, màu đen bóng vân vân, rất nhiều các sự tùy chọn kể cả màu sắc sinh động mới. Phiên bản màu trắng các bạn đang theo dõi trên màn hình ấy, nó có sự khác biệt một chút so với những phiên bản của năm 2023 trước đây. Trước đây màu trắng đi kèm với đó là những cái bộ yên xe và những mảng nhựa màu nâu đỏ, nhưng nay được thay thế bằng những cái vị trí bằng màu xanh tím than này, hay vị trí yên xe được sơn màu xanh nâu các bạn nha. Nhìn khá là ok, cũng đẹp, cũng cuốn hút cho mẫu xe Way 150 này. Tổng thể thiết kế của xe thì vẫn tương tự như phiên bản cũ năm 2023 mà thôi. Vẫn mới một thiết kế to hơn so với mẫu xe Honda Future phiên bản 150 tại Việt Nam chúng ta. Trang bị cho xe là khối động cơ SOHC 4 thì 4 van xi lanh đơn, làm mát bằng không khí với công suất đạt được là 9,5 kW tại vòng tua 7.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 10,6 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Dung tích xi lanh cụ thể của mẫu xe này là 124,89cc. Các bạn lưu ý thêm một số điểm nhấn như vậy. Với hệ thống đèn pha cốt được trang bị bóng LED, đèn đờ mi cũng là bóng LED luôn, chỉ có đèn xi nhan của xe là đang trang bị bóng halogen mà thôi. Đèn hậu cũng được trang bị bóng LED các bạn nha. Điểm khác biệt so với mẫu xe Future tại Việt Nam. Hiện tại mẫu xe đang ăn xăng ở mức là 1,5 lít trên 100 km. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Với dung tích bình xăng là 5,4 lít, nó sẽ lớn hơn là 4,6 lít so với Future tại Việt Nam chúng ta. Đây là một dòng xe số hiện nay được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm bởi độ cao cấp của nó. Những mẫu xe được nhập khẩu Thái Lan ấy luôn luôn tốt rồi. Mặt đồng hồ là sự kết hợp giữa lốp của LCD này. Có thêm phần hốc để đồ phía trước. Chìa khóa vẫn trang bị 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên. Những nội dung này thì trên mẫu xe Future tại Việt Nam chúng ta không có. Future tại Việt Nam chúng ta vẫn là mặt đồng hồ dạng analog và không có hốc để đồ phía trước các bạn nha. Cốp xe vẫn tương tự. Cốp xe rộng 17 lít, các bạn có thể được cắm chiếc mũ full face cả đầu trong phần cốp xe của mẫu xe Way 150 của Thái. Hiện tại thì tỷ số nén của xe vẫn đang duy trì là 9,3:1. Với 9,3:1 các bạn đổ xăng A92 cũng được, phù hợp cho cái mẫu xe này. Phun xăng điện tử vẫn là kim phun của 110, các bạn lưu ý thêm. Cận cảnh cụ thể mọi góc độ để các bạn có thể theo dõi với mẫu xe Way 150 của Thái. Với những ai yêu thích và ăn sâu vào tâm trí là những cái mẫu xe của Thái luôn luôn tốt, luôn luôn đáng để quan tâm thì mẫu xe này là sự lựa chọn hàng đầu luôn các bạn nha. Mọi thứ trang bị trên xe đều có độ hoàn thiện khá là cao. Nước sơn bóng vẩy đẹp, giảm sóc trước sau thì cơ bản vẫn tương tự. Ống lồng giảm chấn thủy lực ở phần phía trước, còn thuộc sau ấy là lò xo trụ đôi giảm chấn thủy lực. Trong thời điểm hiện tại mình đã quay cận cảnh trực tiếp đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cụ thể thông qua đại lý xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ 1164 đường tỉnh 85 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán hiện tại của dòng xe Way 150 của Thái đang duy trì mức giá bán từ 76 đến 77 triệu thôi các bạn nha. Rất rẻ rồi. Những thời điểm trước đây phiên bản 2023 đã có thời điểm lên tới 89 đến 90 triệu. Nay đại lý bán chỉ vào khoảng tầm từ 76 đến 77 triệu mà thôi. 76 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành nan hoa, còn 77 triệu cho phiên bản phanh đĩa vành đúc. Giá bán mình báo bạn ấy đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Các bạn lưu ý thêm cho mình như vậy. Đăng ký ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó sẽ cao gấp đôi so với các tỉnh thành lẻ khác trên cả nước các bạn nha. Một số lưu ý thêm gửi các bạn cùng tham khảo như vậy. Những mẫu xe của Thái Lan thì luôn luôn có thêm cái như con ốc ở phần ốp mặt nạ phía trước để các bạn có thể gắn chiếc giỏ xe hoàn toàn ok. Thiết kế tạo hình cũng khác biệt một chút, ở phần đầu xe, thân xe và đuôi xe đều làm to hơn một chút so với mẫu xe Honda Future. Với khoảng sáng gầm xe đáng để quan tâm các bạn nha, khá là cao luôn, cùng với độ cao yên xe ở mức là 758mm. Nó khá là phù hợp với vóc dáng người Đông Nam chúng ta, các bạn có thể lưu ý thêm một số nội dung như vậy. Với những bạn nào đang quan tâm tới dòng xe này, các bạn hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe hoặc có thể thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang với số điện thoại cụ thể 036 2973 808 sẽ bạn tư vấn về mẫu xe này. Các bạn đến đại lý có lòng tốt lòng giới thiệu này hoặc liên hệ trước thông qua số điện thoại của bạn Quỳnh Trang sẽ được giảm giá bán của xe.
hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại cho bạn ở xa. Và những món phụ kiện đó thì sẽ được giảm từ 30 đến 500 triệu trong phụ kiện đó các bạn nha. Đầy đủ tính năng, khối động cơ bền với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Theo như Honda Thái Lan công bố thì mẫu xe này được kiểm duyệt tiêu chuẩn khí thải EM7 với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa lên tới là 71,4 km cho 1 lít xăng. Khá là ok các bạn nha. Tính tiện ích an toàn thì hệ thống phanh đĩa ở phần phía trước, rồi ổ khóa thì tiện lợi, mặt đồng hồ kết hợp gia lốc và LCD, hốc để đồ thì 17 lít, các bạn có thể để cả một chiếc bút full face cả đầu, rồi có thêm phần hốc để đồ phía trước. Chìa khóa 4 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên đều có đầy đủ các bạn nha. Đó là những cái tính tiện lợi và trang bị an toàn trên mẫu xe Way1 trên này của Thái. Mình muốn kể tới để gửi bạn cùng tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Rồi, cảm giác này của mình, nếu hay có nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.